À, cái chỗ tin nhân quả nó rất là hay, rất là quan trọng. À, chỗ này mình có nhắc hoài đi chăng nữa nó cũng không có thừa. Tại vì cái việc mà một người bình thường như chúng ta mà nói mà tin nhân quả sâu sắc trong mọi lúc mọi nơi thì cái này phải đòi hỏi dụng công tu. Khi mọi người chúng ta hoàn toàn tin sâu nhân quả thì cái buồn cái khổ trong tâm mình sẽ tự khắc tan biến hết. Mình là nói tin nhân quả chứ có những lúc tin, có những lúc không tin. Vì cái thời gian quân tập công phu tu tập của mình nó lúc này lúc khác. Cái chỗ mà đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán, bốn cái mối nhân duyên này quan trọng. Nhưng Đức thấy rất là rõ ràng. Thí dụ như bây giờ như Đức có những lúc mà mình ngồi nhìn lại những cái khoảng đường mà mình đã đi qua, nó rất rõ ràng quý vị. Và đến phù hợp, đi phù hợp, đến phù hợp, đi phù hợp và ra ngoài phù hợp, nó rất rõ ràng luôn. Thí dụ những Đức đi đến cái nơi đầu tiên những Đức ở đi tu đi, những Đức đến rất phù hợp. Ừ. Thì ngồi suy nghĩ nó, à đúng rồi, duyên mình đến nó rất phù hợp. Và khi duyên mình đi chỗ đó cũng rất phù hợp. Nghĩa là đủ duyên đến, đủ duyên đi. Và khi những Đức đi đến chỗ thứ hai rất phù hợp. Tại vì một cái nơi mà cơ ngơ lớn như vậy mà vắng vẻ, không ai phát triển cái gì, thì mình đến quá phù hợp. Mình đến thiệt là phù hợp luôn, tạo lên rình rang, đình đám lên. Thì lúc đó bạn đi có thể được không? Đi phù hợp không? Mà tạo ra không phải chỗ đó không, mà còn những chỗ lan can nữa chứ. Mà làm xong hết luôn. Làm xong hết thì bị nghĩ, làm xong hết luôn. Mọi điểm đều xong đâu vào đó hết. Rồi ông phải đi. Nghĩa là đến rất phù hợp nha. Khi xong hoàn toàn hết trơn, ông phải buông xuống. Nghĩa là được học tập, được rèn luyện hết rồi. Cái đầu tiên cũng gì nữa, một cái nơi nhỏ được rèn luyện trong hoàn cảnh khó vô cùng luôn. Quý vị ai mà coi lại những tấm hình những Đức ngày xưa hoặc những cái video quay ngày xưa rồi, vì thấy thấy ghê. Cũng con người này mà nhìn thấy ghê lắm, nó ốm mà cái gì đâu mà giống như nó hết năng lượng luôn đó quý vị. Ừ. Hết năng lượng luôn á. Mỗi ngày công việc mà săn si mà sạch năng lượng luôn. À, như quý vị tu tập quý vị thấy an lạc vui vẻ, nó còn nhìn sắc diện đồ tốt đồ này kia không. Xưa nhà Đức đi vô chùa mà 5 năm mà nó ốm đến nỗi mà sạch năng lượng luôn, con người nó kinh khủng lắm. Hỏi đến một cái là nhà Đức sân si, sáng hỏi đến nhà Đức là nhà Đức sân si, con người cái sân si nó sẵn sẵn hết luôn vậy. Hỏi đến một cái là tác động là bực bội liền, không có nói gì. Ai cười trước mặt nhà Đức cũng bực bội, nên cái tâm sân si là đáng sợ đến nỗi mà nó ốm ho gầy mòn. Mà ở trong hoàn cảnh đó 5 năm không đơn giản, trong hoàn cảnh đó 5 năm không đơn giản chút nào, thấy không? Xong rồi ông có buông xuống được không? Một bước đầu tiên rồi, xong rồi tiếp tục đến một chỗ chuyên tu, vô chỗ chuyên tu tiếp nhận rồi ông buông chỗ này ông đi được nữa không? Đó, thấy không? Khi đi đến một cái nơi mà thật sự mà nói, mới đến mà nói con người ta ở là phải đi, không nói vòng vo chứ. Tại vì sao? Vì bằng đêm cái mùi hôi của nó không tưởng tượng được, không ai chịu nổi. Thì hoàn cảnh nó lâu ngày quý vị, hoàn cảnh nó lâu ngày quá nên nó thành âm khí nặng nề, âm khí nó quá nặng nề. Con người vô dương khí mình đụng âm khí nặng quá chịu không nổi. Vô giống như âm khí nó bao phủ mình, tại vì ít con người mà chỗ hoàn cảnh rộng thì âm khí nó nặng. Nên âm khí nó nặng, nó chiêu cảm những cái mùi hôi của khu vực đó, nó bui về một chỗ đó, con người ở không nổi. Con người ở không nổi, chỉ có những người lớn tuổi không có đường đi thôi, họ phải ở. Xong bắt đầu là những người khỏe làm được việc đi, đi đến những nơi người ta phục vụ được. Bản thân mình nói bây giờ mình đi đâu vậy? Mình cùng với các cụ cố gắng. Vậy mà cái nơi đó mình ở từ từ, từ từ, từ từ, cứ niệm Phật 3 4 tháng sau tự nhiên hoàn cảnh nó thay đổi, cái mùi hôi nó đỡ đi. Chứ đầu tiên cái mùi hôi cá, cái mùi cá vị
hôi ghê lắm, mà nó hôi không tưởng tượng được, rồi nó gắt nữa, nó hôi mùi cá, rồi nó hôi cái mùi gắt của cái đạm á, vì kinh khủng lắm. Rồi mà tới tới lúc mà mưa đó, là mưa là sáng nó trắng hết rồi, hồi đó đầu tiên đó nó trắng, nó đớm 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 giống như cái chất đó nó bay lên cho nó mưa xuống, nó đớm 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 nhìn ghê lắm. Còn nước thì nước nó kỳ cục lắm, nó cái nơi rồi đó nước nó rất là kỳ cục à. Nên từ nơi đó mà vậy mà kiên nhẫn ở từ từ hoàn cảnh thay đổi, nó thay đổi xong mấy năm sau là nó được ổn định, ổn định, nó phát triển, bắt đầu mình qua những cái chỗ khác khó khăn vô cùng, xong hình thành nơi khác. Hồi đó mà những đứa qua tiếp tục đến nơi đó, rồi đến nơi cái nơi bên kia nữa, bước qua là thôi cái bíp thôi, đừng có nói, không tưởng tượng được. Đúng là mình có thể tạo hoàn cảnh, quý vị, nếu hoàn cảnh mà không có con người ở trong đó thì cái hoàn cảnh nó kinh khủng, cái nhà bíp không tưởng tượng được. Qua là thôi mấy cái con vật này con vật kia nó ở trong đó, nó ở trong đó chứ không phải con người nữa. Qua rồi dọn dẹp làm ra cái này cái nọ, mọi mặt đâu vào đó hết chứ, hình thành đâu vào đó hết chứ. Rồi tiếp tục tới chỗ thứ ba, tới chỗ thứ ba tiếp tục hình thành, chỗ thứ ba hình thành, chỗ thứ ba hình thành xong rồi bắt đầu tiếp tục đạo tràng nhỏ, đạo tràng nhỏ hình thành đâu vào đó hết chứ. Rồi ông có chấp nhận đi hay không, có nghĩa là nhiều đức đến rất phù hợp, quý vị, nơi rất cần mình đến để phát triển được. Khi mình đến xong đâu vào đó hết chân, ông đã làm được rồi, ông có thể buông được không? Đúng là sanh diệt, có nghĩa là cái cõi đời nó là như vậy, quý vị, giống như cái đỉnh cao nào nó cũng phải rớt xuống và hình thành rồi, ông có thể buông được không? Gọi là ông nhìn thấu làm trong việc đó, rồi ông buông được hay không? Nghĩa là rèn luyện mình trong hoàn cảnh, nghĩa là khi xong đâu vào đó hết chân, có nghĩa là hoàn toàn cái gì nó cũng đầy đủ hết chân. Này là mình nói để cái nhân duyên ấy, vì cái nhân duyên để mà mình con người, mỗi người sống trong cuộc đời này mình phải nhìn thấu. Đây là nói về nhân duyên thôi. Thì vì biết rằng là đầy đủ hoàn toàn, không có một cái gì mà không đầy đủ, phương tiện gì nó cũng đầy đủ cho một cái nơi ở đông người, hoàn toàn đầy đủ hết. Xong rồi ông có buông được hay không? Ông có buông hay không? Khi những đức bước ra bên ngoài thì những đức thấy cực kỳ phù hợp, phù hợp và nó đủ nhân duyên vô cùng đặc biệt, giống hệt như là ban đầu mình đi đến cái nơi vị chủ trì có khả năng giảng pháp giỏi rất đặc biệt, nhưng mà thiếu người quản chúng. Mình ở đó mình hình thành 5 năm quản chúng, lo hết các việc cho vị đó đi hoằng pháp, rất phù hợp với vị. Khi vị biết thời điểm những đức bước ra thì thời điểm con người Phật tử hoặc nhiều người đang không tôn trọng về chùa chiền. Thế phù hợp không? Rất là phù hợp đó quý vị, mình ngồi suy nghĩ đi. Cái thời điểm những đức bước ra thời điểm này, tự nhiên hình thành đạo tràng cư sĩ, nhưng đức thấy cực kỳ phù hợp luôn. Vì nhiều người bây giờ cảm thấy nó bị ảnh hưởng gì đối với Phật pháp, đối với chùa chiền, vì thấy rõ ràng luôn đó. Khi từ nơi đó rồi những đức bước ra hình thành đạo tràng cư sĩ, thì con người cư sĩ bây giờ họ rất mong muốn nơi họ hoặc là đạo tràng cư sĩ nhỏ hoặc là nhà họ có một cách tu, thì những đức lại xuất hiện ra làm cư sĩ. Thì những đức lại hướng dẫn quý vị đạo tràng cư sĩ tại gia. Thì thấy rất phù hợp chưa? Có nghĩa là nhân duyên của cuộc đời mình, ủa mình đến với cuộc đời này, tự nhiên mình thấy nó có một nhân duyên trùng hợp và rất phù hợp đến và đi. Nên bản thân mình đã là như vậy rồi thì cái nhân duyên đến nơi nào, làm việc gì mình phải nỗ lực cố gắng gì đó thôi. Đó. Có nghĩa là ý như Đức nói với vị là đòi nợ trả nợ, báo ơn và báo oán trong cuộc đời này. Bốn mối nhân duyên này nó đến rồi nó đi, xong việc thì nó đi. Giống như bản thân mình đến với cuộc đời này, sớm muộn ai rồi cũng phải chết. Mục tiêu của mình thường sống, mình chọn chỗ đến chỗ nào nữa. Khi chết mình đi đến chỗ nào, đây là chỗ quan trọng nè, chỗ cực kỳ quan trọng. Nên từ nơi đó mà bây giờ những đức thấy cái việc mà hình thành đạo tràng cư sĩ rất hay. Nên thí dụ như có những cư sĩ, thấy không? Có những cư sĩ đi lập một đạo tràng đi, những đức nói rằng là thí dụ như quý vị, cái việc mà giống như cái thời khóa tu lễ Phật bốn chữ này công nhận hay đó.
khi bị áp dụng từ khóa 4 chữ này cực kỳ hay, mà chỉ có hàng cư sĩ tại gia đình thôi mới quý vị áp dụng được từ khóa 4 chữ được. Nó tự viện khó, khó. Vì đó là một tập thể lớn quý vị phải tu 6 chữ. Nhưng hàng cư sĩ 4 chữ là được, tại gia đình hoặc là nhóm đạo tràng cư sĩ áp dụng được. Và lễ Phật niệm Phật 4 chữ này cực kỳ hay. Niệm Phật lễ Phật 4 chữ này hay lắm. Và nó rất dễ nhiếp tâm mà nó rất là khỏe quý vị à. Mà nhất là cái nhịp lễ Phật, niệm Phật lễ Phật này nè, quý vị biết rằng nó rất là vừa dặn luôn. Quý vị biết à, cái phương pháp lễ Phật 4 chữ của quý vị, phương pháp này hồi đó khi mà những đức thu âm, quý vị xin thưa quý vị là những đức không có biết cái việc 40 phút 45 phút này đâu, không biết. Mà tự nhiên những đức niệm lên và đúng cái thời gian mà quý vị đang lễ bây giờ nè, là tự nhiên những đức lễ xong tới giờ thời gian đó những đức nghỉ luôn. Là riêng cái điệu 4 chữ này là không phải cắt ghép, riêng cái điệu niệm 6 chữ là nó chỉ có vài câu thôi, vài câu niệm thôi, rồi từ vài câu niệm nó gian rộng ra, nó thành 45 phút lễ 6 chữ mà cũng cực kỳ hay luôn đó. Thì nghe đi cái điệu 6 chữ của những đức đi. Tại những đức cắt ghép, những đức biết đầu giữa cuối, những đức niệm ba công đoạn đó, nên quý vị khi nghe vị không thể nào biết được là cái đó nó chỉ có ba công đoạn thôi, và ba công đoạn nó chỉ có ba câu thôi, một câu đầu và một câu giữa và một câu cuối của những đức kết thúc. Câu cuối những đức là lấy được 3-4 câu khi kết thúc, nên quý vị không thể nào biết được là công đoạn lễ 6 chữ đó những đức cắt ghép thành thời khóa 45 phút lễ Phật rất hay. Nó có nghĩa là quý vị phải biết niệm ra và phải biết làm sao cắt đoạn nào phù hợp để ghép lại thành một thời khóa lễ 45 phút 6 chữ. Còn riêng 4 chữ này nghe quý vị là những đức không cắt ghép một chút nào hết, thu âm từ đầu tới cuối là cái thời khóa này luôn. Tự nhiên lễ đúng thời gian vậy và nghỉ. Sau này khi những đức áp dụng, những đức tu đó quý vị, thì những đức mới thấy rằng đúng rõ ràng sức người lễ Phật 45 phút 40 phút cực kỳ phù hợp, càng lễ càng thèm. Khi lễ rồi quý vị mới thấy ồ thì ra là cái mối nhân duyên của mình làm bất cứ một cái gì mình không có phải để ý nhìn nhận sâu sắc như người ta, nhưng mà khi làm thì giống như Phật Bồ Tát sắp xếp vậy. Khi làm thì giống như Phật Bồ Tát sắp xếp cho mình, hình thành ra cho mình như vậy là được đó. Thật đúng là rõ ràng mình phải tin Phật. Khi càng nhìn nhận sâu sắc rồi mình nói mình phải tin Phật thật sự. Cái tin Phật này phải thật sự tin, tin Phật, tin nhân quả. Thì quý vị biết rằng là cái thời khóa 4 chữ 45 phút 40 phút này lễ Phật quý vị là thật sự là rất hay, càng lễ càng thấy nó hay. Âm thanh nó nghe càng hay. Nó làm sao á? Nó rồi tự nhiên cái điệu địa chung để quý vị biết rằng bây giờ quý vị biết á, người ta không biết người ta đánh cái điệu địa chung nó sao đánh được. Cái điệu địa chung nó bị đánh không thế nào được, quý vị biết vì sao? Vì cái điệu địa chung nó những đức đánh chỉ có mấy nhịp thôi. Nên nhiều người không biết nói tại sao mà thầy niệm địa chung mà thầy niệm hơi dài dữ vậy. Không phải. Sao mà hơi dài được gì? Cái điệu địa chung đó là những đức niệm chỉ cũng dài nhịp thôi. Nhưng mà cái cắt ghép của những đức chỉ mấy chú là cắt ghép làm sao mà không thể nào biết được tì vết mà nó ghép lại được. Mà nó thành ra cái điệu địa chung đó là những đức chỉ có mấy câu thôi. Những đức biết đánh địa chung nhưng không thể nào đánh mà điều được như vậy. Mà chỉ có chọn câu phù hợp để ghép lại thành cái điệu địa chung đó thôi. Nó cũng qua mấy công đoạn từ đầu, giữa và cuối. Nên ý nhà Đức muốn nói những điều này, những người có nhân duyên mở đạo tràng niệm Phật, quý vị chỉ cần có cái tiếng niệm Phật của quý vị mà quý vị mà làm được, thì ví dụ như ở đây có chú Tâm Duyên ông cắt giùm một phát rồi đạo tràng quý vị là có cái tiếng quý vị liền. Thật sự bản thân những Đức nói rằng chỉ cần niệm Phật cái tiếng của ai cũng được, duyên của người nào tiếng của người đó, sự phát triển này mới thù thắng. Sự phát triển này thù thắng mà bản thân mình cũng nhẹ nữa. Nếu như bản thân của mình mà nơi nào cũng tiếng của mình, cuộc đời này người ta sẽ thấy sợ mình, sợ con người này. Vì sức ảnh hưởng của người này và cái gì cũng con người này thì nó không đặc biệt bằng là phải rải nhiều ra vị trí. Thí dụ như giờ những đức đi ra ngoài bây giờ mà chùa vẫn là tiếng của những đức, không phù hợp,
Có người người ta đến đó chỉ có biết đi tìm những đức. Nên những đức ngày xưa khi còn ở đó, những đức nói với mấy anh em rằng sau này khi những đức không còn ở đây nữa mấy anh em, thật sự khi những đức ở đó đã thu âm tiếng cho mấy anh em hết rồi. Tiếng của Nhuận Quang bây giờ đang dẫn chúng tu là những đức thu âm, chỉ mấy chú thu âm, chính tay những đức chỉ mấy chú thu âm cái điều niệm đi chung và lễ Phật đó. Tiếng của Nhuận Lan, tiếng của Nhuận An, Nhuận An thì không có nhân viên đó, chưa tính nhân viên đó, nghe không? Là những đức thu âm sẵn cho mấy ông hết luôn. Vì những đức nói với mấy ông rằng khi những đức không còn ở đây nữa thì chính cái tiếng của mấy ông là áp dụng tu ở đây. Đây là những đức nói 100% luôn. Mà khi những đức chia sẻ Phật pháp, những công đoạn này những đức cũng từng nói qua hết. Vì những đức biết rằng phải để nhân viên người ở đó giúp người ở đó, người ở đó giúp người đó. Những đức thấy một cái đạo tràng, một vị cư sĩ này mà ngày xưa cũng đến chùa suốt luôn, cô cũng có điều kiện rồi lắm, không giỡn đâu. Sau này cô cắt một căn nhà, lập một cái đạo tràng cho sớm nó lỡ tu, mười mấy hai chục người thôi. Chính cô thu âm hai vợ chồng luôn, hai vợ chồng, chồng niệm câu, vợ niệm câu, thì cũng âm điệu y rang những đức luôn. Chồng niệm câu, vợ niệm câu, tại tu với nó quen, biết để ý, tại vì hình ảnh có sẵn và nhìn theo đó, niệm xong đánh đúng nhịp, đúng nhịp, chỉ cần vài câu thôi. Xong rồi cô nhờ một cái chú kia, ổng cắt giùm mà chú không biết cắt, chú đó mới nhờ chú Tâm Nhiên đây cắt giùm. Tâm Nhiên cắt rồi tối những đức coi, những đức thấy à, cái đậu trạng hai chồng niệm, những đức thấy hay. Tự nhiên người ta có duyên với mười mấy hai chục người đó, tự nhiên cái tiếng của người ta tu chung với người đó luôn. Ý những đức muốn nói rằng phải mở rộng ra, đừng nên quy nhất một người và cũng đừng nên ích kỷ gì cái tâm này, hãy mở rộng ra. Như lúc trước những đức còn ở chùa, những đức thu âm cho nhiều chùa ở miền ngoài á, sư cô đồ này kia là tiếng của sư cô, phương pháp niệm Phật lễ Phật, những đức thu âm giùm, là làm giùm luôn, nguyên văn đưa cho sư cô luôn, cho họ phát triển cái nơi địa phương của họ. Thật sự tiếng niệm Phật của ai cũng được, chỉ cần có nhân viên thì cứ là giúp chúng sanh, không nhất thiết là tiếng của mình, tiếng của ai cũng được. Nhưng mà đòi hỏi con người người ta thích nghi và duyên thì đó là chuyện của người ta, người ta có quyền lựa chọn quý vị. Giống như thí dụ như bây giờ những đức nghe cái tiếng người nào những đức duyên thì những đức nghe tiếng người đó, à nó không phải là tình chấp gì mà đó là duyên. Nên thí dụ như địa phương đó sẽ có người tiếng đó thì một số người ta sẽ thích tiếng đó đó. Ừ. Thí dụ như Phước Tịnh đi, ông tu âm cái tiếng lễ Phật của ổng thì ổng đi đâu ông cầm cái tiếng lễ Phật của ổng, ổng lợi đó ông tu. À, trong đạo tràng của ổng người ta chịu nghe tiếng của ổng, ta quen nó, thấy không? Có nghĩa là đó là nhân duyên của mỗi một con người, mình đừng nên ích kỷ, phải mở rộng tâm lượng ra. Nên nhà Đức nói rằng chúng ta càng tu càng có tâm giảng sanh thì bản thân của mình phải nhớ chỗ này. Trong cuộc đời chúng ta tuyệt đối bạn không thù, nhất định phải chở bạn chứ không thù. Vì sao? Vì tôi muốn giảng sanh, tôi muốn về thế giới cực lạc. Nên chỉ có bạn không có thù. Dù cho là có không thích nhau nhưng từ từ phải xóa bỏ cái tâm không thích. Đó là chuyển nghiệp. Vì nhớ rằng quý vị nhớ Phật thì chuyển nghiệp mà, quên Phật vì nghiệp chuyển. Nên mình nhớ Phật niệm Phật mỗi ngày mà không chuyển được cái tâm mình, điều đó là bản thân mình phải cố gắng, cố gắng thêm nữa đi. Tại vì bản thân của mình niệm Phật mỗi ngày mà mình còn cái không vừa lòng, không vừa ý thì mình phải cố gắng dụng công niệm Phật tiếp tục để chuyển cái tâm đó. Nên phải nhớ mọi người, quý vị mới nhớ là dù cả thế giới này có trở mặt với mình cũng không trở mặt với họ. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc. Chỉ có đúng chỗ tôi muốn về cực lạc, tôi không trở mặt với ai cả. Không thấy mình thiệt thòi gì sao? Đòi nợ, trả nợ, báo ơn, báo oán. Bốn mối nhân duyên này là nhân quả, mình không có thiệt thòi quý vị à. 100% chỗ này cứ nhắc hoài đi, cứ nhắm ngay một chỗ này mà tu là tuyệt đối không bị phiền não nữa. Vì mình đang trả nợ mà mình thấy thiệt thòi gì thì tự nhiên bản thân mình phải cởi mở chỗ này ra. Tâm lượng mình càng ngày càng lớn đó quý vị, tâm lượng càng ngày càng lớn. Nên những đức nói rất hay, tại gia đình quý vị mà có phương pháp tu, đây là chỗ thật sự. Không phải là bây giờ những đức ra ngoài này hướng dẫn vị tu mà những đức nói điều này đâu, để cho vị đừng đi chùa, không phải đâu. Có đi là chuyện của quý vị thôi à. Nhưng những đức phải công nhận rằng tại gia đình quý vị mà có từ khóa tu cực kỳ hay luôn. Vì quý vị sẽ không đi tìm ngoại cảnh, vì quý vị đã tu được rồi. Mà khi quý vị đã đến ngoại cảnh, quý vị có một cái năng lực chuyển hóa rất cao luôn. Vì mỗi ngày quý vị được dụng công tu,
Còn nếu như quý vị chỉ chạy đến chỗ đông người để tu, vì nhà tu không được, đây là chỗ thất bại của người niệm Phật giảng sanh chúng ta. Vì ở nhà nhiều hơn ở chùa. Lỡ chùa tu được mà về nhà không tu được. Thật sự bây giờ những đức mở ra cái room này cho quý vị là những đức tin chắc nhiều quý vị đã tăng thêm thời khóa tu rất nhiều. Rất nhiều người tăng thêm thời khóa tu. Đây là cái nhân duyên rất thù thắng của chúng ta. Đối với Tam Bảo mình vẫn có tâm hộ trì, nhưng cái hộ trì cho bản thân mình giải thoát là chuyện cực kỳ quan trọng. Đây gọi là hộ trì Tam Bảo chánh thống luôn, không còn nói cái gì nữa chứ. Y giáo tu hành cúng dường thật sự là hộ trì Tam Bảo. Phật pháp thế gian này nhiều có người tu mà có sự thành tựu, nhiều có người tu mà áp dụng trong cuộc đời mình, nhiều có người tu mà được an lạc. Như vậy Phật pháp này thịnh, Phật pháp này thịnh, không nói dòng do chứ. Nhớ kỹ, Phật pháp tăng, Tăng Bảo tuyệt đối không mất. Tại vì sao? Vì Phật pháp tăng là ba ngôi báo, cỡ nào cũng phải còn hình tướng của Tăng Bảo. Còn nếu như chúng ta nói mở rộng ra, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh, chúng ta đừng đòi hỏi cái chỗ đó, tùy vào nhân duyên. Nhưng mà trong cõi đời này tăng nhất định phải còn. Vì sao? Ba ngôi báo, dù hình thức hay thật chất gì cũng phải là hình thức của ba ngôi báo. Còn thế gian có thịnh có si là do lòng người. Pháp Phật không si tại do lòng người si. Tại vì khi bản thân chúng ta thật sự có tâm tu giải thoát thì pháp thịnh. Còn nếu như con người tu chỉ có hình thức thì pháp si. Nên pháp của Phật không si mà là do lòng người si. Nếu như bây giờ từng gia đình mà quý vị có thời khóa tu mỗi ngày rèn luyện mình, giảm bớt tham sân si, nhìn được định lực nhân quả, tin sâu nhân quả thì Phật pháp thịnh. Vì Phật pháp là áp dụng cho chúng sanh quý vị. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa ngày đi khất thực gì à? Vì ngày đi khất thực là để gieo duyên cho từng gia đình. Và ngày đi đến nơi địa phương đó, ngày ngồi nơi đó, ngày dùng cơm xong người ta tập trung lại, người ngày thuyết pháp cho người ta nghe. Nên ngài muốn đem Phật pháp để áp dụng từng gia đình. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài mới đi khất thực. Nếu như không cần chỗ đó, Đức Thích Ca Mâu Ni khỏi cần phải ăn cơm. Vì khả năng của Đức Thích Ca Mâu Ni có khả năng thiền diệt thực, ngài không cần phải ăn cơm. Nhưng ngài đi khất thực là vì lý do ngài đem Phật pháp truyền tải từng nhà. Vì chỉ có Phật pháp truyền tải từng nhà, giáo pháp của Phật mới thịnh. Từng gia đình con người, từ vợ chồng, cuộc sống nhất định phải có cái giải thoát nằm bên trong. Cái giải thoát này không có cao xa, mà cái giải thoát này là cái hòa thuận của một gia đình. Phải nói ra cái câu này nó mới phù hợp trong gia đình này. Còn cái câu giải thoát đặt vào vợ chồng cư sĩ, có nhiều người người ta không chấp nhận, vì ta nghĩ đó là cái danh từ cao xa quá. Nhưng thật sự cái danh từ của giải thoát ở trong ngôi Tam Bảo đặt vào cư sĩ tại gia gọi là hòa thuận. Giải thoát là hòa thuận. Giải là hiểu được vô thường, thoát là không buồn giận. Nên giải thoát dịch ra là hòa thuận của một gia đình. Nên danh từ giải thoát của Phật giáo cực kỳ phù hợp vào mỗi con người, từ xuất gia cho đến hàng cư sĩ. Thật sự rất phù hợp, không có một chút gì cao xa và không có cái gì gọi là xa vời cả, mà nó là xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Danh từ giải thoát là xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Vì mỗi một con người, đoàn thể, xã hội cho đến mỗi quốc gia đều phải đặt vai trò hòa thuận. Nếu có hòa thuận thì không xung đột, mà không xung đột thì hạnh phúc. Thì phải công nhận chỗ này. Nên danh từ giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp vào nhân sinh, cực kỳ phù hợp vào nhân sinh luôn quý vị. Nên hiện tại thời điểm này mà xuất hiện cái đạo tràng trên không trung này đúng rõ ràng, những đức bước ra làm cư sĩ vô cùng phù hợp. Thật sự mà những đức nghĩ những đức có một nhân duyên với chúng sanh rất là lớn. Khi những đức làm một cái gì là một đầu kéo cực kỳ mạnh, thì những đức tin chắc rằng những đức làm cư sĩ thì sẽ chờ xem đạo tràng cư sĩ sẽ xuất hiện cực kỳ nhiều. Và những đức cũng mong nỗ lực phát huy lên tư tưởng, dù những đức ngồi ở nơi nào đó không cần đi, nhưng những đức phát động cho quý vị, mỗi gia đình có điều kiện, có khả năng, có nhân duyên, nên cắt một cái đạo tràng nho nhỏ trong nhà mình hoặc cái phòng của mình, có một chỗ 50 người có thể tập trung, rồi nhắc nhở họ, rồi họ chỉ điểm cho họ ở gia đình. Gia đình họ mỗi ngày tu, mỗi tuần hay nửa tháng lần, hay tháng lần tập trung lại một chỗ, huynh đệ anh em có cơ hội được gặp nhau, tu xong rồi có một buổi ăn cơm nhau, đó là tình bạn đồng tu.
Hiểu không? Xong trở về nhà thì ai cũng có cách tu, chỉ người ta cày rùm sao, mở rộng phạm vi lớn ra. Còn khi mỗi tháng, nửa tháng thì tập trung về một chỗ nào của anh em cư sĩ chúng ta, hoạt bát dễ nói chuyện, nhà ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Nhưng lâu lâu gặp nhau, đó là tình bạn. Không áp dụng cái chuyện ăn nhậu bê tha, mà áp dụng cái chuyện ăn chay niệm Phật, sống hiền lành và hòa thuận. Đúng là xã hội đất nước của chúng ta có phước báo, chắc chắn luôn cuộc sống này đất nước chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nếu như áp dụng như vậy, vợ chồng sẽ có cái hạnh phúc rất là lớn. Vì đã biết tu tinh nhân quả rồi, vợ chồng sẽ biết hòa thuận, sống hạnh phúc chứ sao quý vị. Đây là cái mà nên phát động lên. Nhưng nếu biết cặp vợ chồng đó làm việc có khả năng, có phước báo, nhưng mà họ vẫn lập một đạo tràng, chồng niệm trước, vợ niệm sau, vậy mà được mười mấy người sớm đến. Nên bất cứ một người nào chỉ cần để ý được cái phương pháp niệm Phật, lễ Phật sáu chữ, vì chỉ cần niệm được mấy câu thôi, không hiểu quý vị hỏi những đức chỉ quý vị chứ. Xong quý vị cứ niệm đi, vì gỡ cái file những đức cắt giùm chứ, xong gỡ cho quý vị áp dụng đi. Thật sự từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình mở rộng ra nhiều đạo tràng niệm Phật, tiếng quý vị. Còn nếu quý vị không làm được thì lấy tiếng của những đức hay tiếng của ai kệ vị. Quý vị cứ áp dụng để cho người ở nơi đó, dù một người, năm người, mười người, biết tu, biết niệm Phật, đem cái môn tịnh độ này mở rộng ra. Đó là chỗ là thật sự phước báo cho chúng sanh trong thời mạt pháp đó quý vị. Đó, nên hôm nay những đức tu xong nói những cái nhân duyên về nhân quả, đến và đi, đến và đi, cuối cùng chúng ta đi về đâu? Đây là chỗ mỗi ngày chúng ta đang chọn lựa, đi về thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.